kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nổi tiếng là nhà trị liệu và chuyên gia về mối quan hệ với hơn 12 năm kinh nghiệm, Nesra, Glover, Tapwap hỗ trợ nhiều cá nhân quản lý các mối quan hệ phức tạp bằng việc thiết lập các ranh giới lành mạnh. Từng ra mắt những cuốn sách tâm lý được yêu thích, bà được công nhận rộng rãi vì những hướng dẫn sâu sắc và các chiến lược thực tế của mình. Chuyên môn của bản thân đã giúp bà xuất hiện trên các nền tảng truyền thông phổ biến và bà cũng đồng thời dẫn chương trình podcast nổi tiếng You Need to Hear This, ngày càng củng cố vị thế của mình như một người tiên phong trong việc thúc đẩy nhận thức về sức khỏe tinh thần. Ranh giới, khái niệm chưa từng tồn tại cho đến khi nhà tham vấn của tác giả Tawab nhắc tới trong một phiên trị liệu. Lần đầu tiên có người nói một cách dịu dàng, quyết đoán và tôn trọng với bà rằng em được quyền từ chối mà. Khi bà từ chối trả lời câu hỏi của chị ấy trong buổi tham vấn, bà bắt đầu có ý tưởng mơ hồ về ranh giới từ đó. Cùng với sự hỗ trợ trong quá trình tham vấn, từ một người chưa từng có ý niệm cụ thể về ranh giới, bà bắt đầu biết quan sát, tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu của mình và biểu đạt, bảo vệ chúng khi cần. Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng việc biết tới khái niệm và hiểu về nó là một bước đầu chắc chắn trong việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa bản thân và đời sống. Cuốn sách Ranh giới tự do xuất bản năm 2021 là tập hợp những hướng dẫn cho việc thiết lập các ranh giới lành mạnh để chuyển hóa các mối quan hệ quanh ta. Nhà trị liệu tâm lý Tawab nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững lập trường về mong đợi của bản thân và truyền đạt chúng một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp chiến lược cho nhiều tình huống khác nhau. Cuốn sách này trang bị kiến thức và sự tự tin để điều hướng những cuộc trò chuyện khó khăn, đảm bảo rằng chúng ta được đối xử xứng đáng và có được sự tự do khi là chính mình. Ranh giới được hiểu là những kỳ vọng và nhu cầu giúp bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái trong các mối quan hệ của mình. Những kỳ vọng trong các mối quan hệ giúp bạn giữ được tinh thần sáng suốt và cảm xúc tích cực. Biết khi nào nên nói không và khi nào nên nói có cũng là một điều cần thiết để bạn cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với người khác. Sau đây là các dấu hiệu cho thấy bạn cần có ranh giới. Bạn cảm thấy bị quá tải. Bạn thấy bực bội với mọi người khi họ nhờ bạn giúp đỡ. Bạn tránh các cuộc điện thoại và tránh tiếp xúc với người có thể nhờ bạn điều gì đó. Bạn khó chịu khi giúp đỡ người khác mà chẳng được đáp lại. Bạn cảm thấy kiệt sức. Bạn thường xuyên muốn vứt bỏ tất cả và trốn chạy. Bạn không có thời gian cho bản thân. Ranh giới là dấu hiệu để người khác biết cách cư xử với bạn. Dấu hiệu ấy có thể rõ ràng, chẳng hạn như mình sẽ nói cậu biết điều này, nhưng nhớ giữ bí mật giữa hai ta thôi. Khi bạn đặt giới hạn cho riêng mình, điều quan trọng là bạn cũng phải nhận thức được những ranh giới mà mọi người đang cố truyền tải đến bạn. Và sau đây là lý do có thể khiến mọi người không tôn trọng ranh giới của bạn. Bạn không xem trọng bản thân mình, bạn không yêu cầu mọi người có trách nhiệm. Bạn xin lỗi vì đã lập ranh giới, bạn dễ bị người khác tác động, bạn không dứt khoát nói ra mong muốn của mình. Bạn không nói ra ranh giới của bạn do bạn chỉ nghĩ và giữ chúng trong đầu. Bạn cho rằng chỉ cần nói ra ranh giới của mình một lần là đủ. Bạn cho rằng mọi người có thể dựa trên cách bạn phản ứng khi họ vi phạm ranh giới để hiểu bạn muốn gì và cần gì. Việc đặt ra những ranh giới tích cực giúp bạn có được cảm giác an toàn, bình tĩnh, được yêu thương và tôn trọng. Ranh giới tích cực cũng là dấu hiệu để mọi người có cách cư xử phù hợp với bạn, cũng như bạn có cách cư xử phù hợp với người khác. Nhưng ranh giới không chỉ dừng lại ở đó. Ý nghĩa của ranh giới còn được hiểu như sau. Ranh giới giúp bạn không phải cố gắng vượt quá giới hạn của mình, giúp bạn có thể tự chăm sóc bản thân. Ranh giới giúp xác định vai trò của mọi người trong các mối quan hệ. Ranh giới cho bạn biết những hành vi nào chấp nhận được và không thể chấp nhận được trong các mối quan hệ, giúp bạn biết mình nên kỳ vọng điều gì trong các mối quan hệ. Ranh giới là cách bạn yêu cầu mọi người tôn trọng nhu cầu của bạn và là cách truyền đạt nhu cầu của bạn đến người khác. Ranh giới là cách tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp, tạo ra sự minh bạch và giúp bạn cảm thấy an toàn. Nền tảng gia đình và tính cách có ảnh hưởng nhất định đến việc chúng ta thực hiện và chấp nhận các ranh giới. Nếu gia đình của bạn có những giới hạn bất thành văn hoặc thường xuyên bỏ qua các giới hạn
thì có thể khi lớn lên bạn sẽ thiếu những kỹ năng giao tiếp cần thiết để khẳng định nhu cầu của bản thân. Ví dụ những người có cha mẹ nghiện rượu, khi lớn lên họ sẽ gặp khó khăn trong việc đặt ra ranh giới. Thế là khi lớn lên, những đứa con này khó mà hiểu và xác định các giới hạn. Nếu gia đình của bạn có thói quen truyền đạt và tôn trọng các giới hạn tích cực, bạn có thể dễ dàng xác định ranh giới cho chính mình hơn. Tính cách ảnh hưởng đến mức độ chúng ta tôn trọng và phản đối ranh giới. Những người hay lo âu thường có xu hướng phản ứng thái quá khi gặp khó khăn. Họ thường khó tiết chế cảm xúc do không thể phản ứng phù hợp với tình huống. Những người có phản ứng quá khích đối với sự bất đồng, chẳng hạn luôn cho bản thân là đúng, tranh cãi ngay cả những điều nhỏ nhặt hoặc khó chấp nhận sự khác biệt ở người khác, có xu hướng chống lại ranh giới nhiều hơn. Việc tiếp thu để thay đổi và sẵn sàng học hỏi là những nét tính cách nổi bật của người biết tôn trọng các giới hạn. Ranh giới là điều cần thiết ở mọi lứa tuổi. Ranh giới giống như con người cũng thay đổi trong từng mối quan hệ. Những bước ngoặt trong đời như kết hôn, vào đại học hay xây dựng một cuộc sống mới thường đòi hỏi chúng ta phải thiết lập những ranh giới mới. Đặc biệt, ai cũng sẽ dễ vướng vào ranh giới mềm yếu, có nghĩa là những thể hiện bạc nhược và có tác hại ngoài ý muốn. Chúng khiến bạn cảm thấy kiệt sức, luôn phải gồng mình quá mức, trầm cảm, âu lo và dung túng cho mối quan hệ tiêu cực. Nếu bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi với các mối quan hệ xung quanh, thì đây chính là lúc bạn cần đặt ra ranh giới tự cho chính mình. Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng mang trong lòng nhiều nỗi bực bội, luôn hy vọng người khác đoán được tâm trạng và mong muốn của mình. Nhưng rồi sau khi trải qua nhiều chuyện khác nhau trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng không ai có thể đoán biết được tất cả nhu cầu của ai cả, bởi ai cũng có những vấn đề của riêng họ. Tất nhiên rằng ai cũng có những chuyện khó mở lời, chẳng hạn như nói với người khác rằng bạn không thể giúp đỡ họ bởi vì bạn sợ làm người khác nổi giận và không biết lựa lời phù hợp. Bạn sợ nếu bạn sống vì mình thì sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ấy. Trong khi đó, nếu bạn cứ luôn sống vì người khác thì bản thân bạn lại chịu tổn hại lớn hơn rất nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy kiệt sức. Trong nhiều trường hợp, kiệt sức dẫn đến sự thất vọng triền miên, sao nhãng công việc, ủ rũ và lảng tránh. Chúng ta có thể kiệt sức do hàng ngàn lý do như không biết khi nào nên từ chối, ưu tiên người khác hơn bản thân mình, luôn muốn làm hài lòng mọi người, trò chuyện với những người làm tổn thương tình cảm của bạn, làm những điều khiến bạn không hạnh phúc. Có rất nhiều những ranh giới bạn có thể đặt ra cho bản thân để tránh khỏi sự kiệt sức, chẳng hạn như học cách nói không khi không cảm thấy thoải mái, tự hỏi bản thân điều gì quan trọng với mình và ưu tiên bản thân hơn. Không nhất thiết phải tự mình làm hết mọi việc, nếu thấy khó khăn có thể nhờ giúp đỡ. Vạch ra ranh giới sẽ giúp bạn tự do. Việc đặt ra ranh giới không hề dễ dàng, nhất là với những người mà chúng ta yêu thương. Bởi lẽ nói chuyện về việc này thì không thoải mái chút nào. Và tệ hơn nữa, chúng ta có thể làm họ nổi giận, nhưng ta chỉ có thể duy trì mối quan hệ tích cực nếu ta chịu nói ra điều mình muốn. Đôi khi đó là những điều to tát như em sẽ không ở bên anh nếu anh say xỉn. Và đôi khi là những điều nhỏ nhặt như là xin cởi giày khi bước vào nhà mình. Nhưng dù lớn hay nhỏ, tất cả những điều này đều quan trọng. Quá trình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ban đầu, việc truyền đạt những gì bạn muốn không hề đơn giản. Và ứng phó với những gì xảy ra sau đó còn có thể khiến bạn không thoải mái. Nhưng càng thực hành thì bạn sẽ càng thấy dễ dàng, nhất là khi bạn trải nghiệm được cảm giác nhẹ nhõm sau đó. Dù lớn hay nhỏ, tất cả những điều này đều quan trọng. Mọi người không biết bạn muốn gì nên việc của bạn là phải nói ra. Nói rõ điều ta muốn sẽ giúp giữ gìn một mối quan hệ tốt. Cuốn sách Ranh giới tự do giúp bạn biết được khi nào bạn có vấn đề về ranh giới, cách truyền đạt nhu cầu của bạn và những việc bạn cần làm để duy trì ranh giới của mình. Cuốn sách sẽ đặc biệt phù hợp với những người đã có kiến thức cơ bản về tâm lý học, sức khỏe tinh thần và trí tuệ cảm xúc. Đồng thời, sẽ hữu ích hơn nếu bạn có thói quen tự vấn và biết mình muốn gì. Vì trước khi dựng rào, ta cần biết thứ bên trong hàng rào hay nhu cầu của mình là gì trước tiên. Để bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình, việc đầu tiên cần làm chính là tìm hiểu những ranh giới của bản thân, cách thức truyền đạt ranh giới của mình đến với người khác và giải quyết hệ quả của việc lập ranh giới gây sự khó chịu, cảm giác tội lỗi mà bạn phải đối mặt.
quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Ranh giới tự do tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.